Trong tập phát sóng ngày 5 tháng 5 vừa qua của chương trình GQuiz on the Block của đài TVN, tập đặc biệt phát sóng với chủ đề kỷ niệm 30 năm ra mắt của Jose Shop, những người bạn thân thiết nhất của MC Quốc Dân cũng đã được mời đến tham gia chương trình. Người được xem là thân thiết nhất của Jose Shop chính là Jisook Jin, bố già tâm sự về khoảng thời gian mà Jose Shop chưa nổi tiếng. Khi cả hai chúng tôi không có việc làm, chúng tôi sẽ gặp gỡ và đi chơi cùng những người bạn khác tại chính studio của họ. Mỗi lần đi chơi, tôi thường xin mẹ tầm khoảng 10.000 won, xấp xỉ 200.000 Việt Nam đồng. Bất kỳ khi nào chúng tôi đi cùng nhau cũng đều rất có ít tiền để ăn những món ăn vặt, vì thế chúng tôi chỉ gọi những món ăn nhẹ như trái cây và nước uống. Khi không ở cùng nhau, chúng tôi đã thảo luận rằng ai sau này sẽ là người nổi tiếng nhất, và tôi đã chọn ngay cậu ấy, Jose Shop. Còn về phía Jose Shop, anh chia sẻ, khi tôi gặp khó khăn, tôi đã nói chuyện với anh Park Soo Hong. Anh ấy đã cố giúp đỡ tôi trong nhiều năm và liên tục giới thiệu tôi vào chương trình All Happy Saturday, nhưng mọi việc đều không suôn sẻ. Cả hai đều nói về sự khởi đầu tại chương trình Running Man. Với Jisook Jin, anh tiết lộ rằng ngay từ đầu đã muốn rời khỏi chương trình vì cảm thấy không phù hợp. Anh ấy cũng bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt với Jose Shop vì đã tạo ra một nhân vật mũi to cho anh ấy. Jisook Jin nói thêm, tôi chắc chắn rằng Jose Shop kiếm được rất nhiều tiền vì cậu ấy đang đứng đầu ngành giải trí. Jisook Jin tiếp tục chia sẻ, cậu ấy rất quan tâm và ân cần với những chương trình cậu ấy tham gia, nhưng tôi nghĩ cậu ấy nên làm điều đó ít lại vì vấn đề sức khỏe, nên tập thể dục và gặp bác sĩ thường xuyên để có sức khỏe tốt cho những buổi ghi hình. Cậu ấy chỉ nhận những chương trình có độ khó, vì vậy tôi cảm thấy rất lo lắng cho Jose Shop. Jisook Jin đã từng kể trên kênh YouTube của mình rằng lúc đầu tham gia chương trình Running Man đã gặp rất nhiều khó khăn với việc phải thích nghi với môi trường mới, đến mức nhiều lần muốn rời chương trình. Lúc bắt đầu tham gia Running Man, Jisook Jin thường lên trang wiki tìm kiếm thông tin của mình. Jisook Jin là một MC trong nhiều chương trình và đã chứng tỏ được rất nhiều năng lực. Nhưng sau một khoảng thời gian thì việc xuất hiện của Jisook Jin trên các chương trình ngày càng giảm. Tưởng chừng rằng Jisook Jin đã mất hết cơ hội thì chương trình tập kỹ ngoài trời Running Man đã cho anh ấy cơ hội phục sáng trở lại. Jisook Jin ngay khi đọc những thông tin của mình trên trang wiki, anh chia sẻ, nói thật lòng, khi tham gia chương trình Running Man, nó thật sự không phù hợp với tôi. Vai trò là một MC thì khác, bởi vì tôi là một thành viên cố định. Việc đưa ra những bình luận hoặc trò đùa vào đúng thời điểm đúng là khó khăn. Tôi đã yêu cầu gặp trực tiếp PG Cho Hyo Jin 3 lần và nói rằng mình sẽ rời chương trình. Cho Hyo Jin đã nhiều lần động viên và mong được sự hợp tác lâu dài hơn. Điều này khiến tôi phải suy ngẫm lại thật sự. Do Jisook cũng khuyên tôi ở lại. Thật sự, đến bây giờ tôi muốn nói lời cảm ơn đến họ. Jisook Jin tiếp tục đọc những thông tin của mình trên trang wiki. Jisook Jin ngay khi bắt đầu chương trình là nhân vật thường bị đổ lỗi trong mọi tình huống. Là người tạo ra những couple nổi tiếng như Edgy Brother, Hội Phản Bội, anh ấy trở nên là một thành viên quan trọng hơn khi Running Man trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Những thành viên Running Man cũng nổi tiếng không kém gì các ngôi sao Hollywood. Càng có nhiều người hâm mộ chương trình cũng như các thành viên. Cuối cùng, Jisook Jin cảm ơn khán giả về sự quan tâm và anh cũng chia sẻ thật nhờ chương trình mà mình có nhiều người biết đến hơn và kiếm được khoản thu nhập ổn định. Có thể nói rằng, phản bội trong chương trình Running Man là điều xảy ra thường xuyên ở các tập vì nó mang lại nhiều tiếng cười hài hước. Từng có thời gian, Jisook Jin lại bị netizen chỉ trích vì lợi ích và tính ích kỷ của mình. Cụ thể, trong tập phát sóng vào ngày 29 tháng 3, tập 240, dàn thành viên cũng như các khách mời như Kim Go Bin, Kang Hanu và Jun Ho, Chu PM được giao nhiệm vụ giúp Jisook Jin trở thành người chiến thắng trong tập này. Nếu như thành công, các thành viên sẽ có cơ hội nhận được mỗi người một đồng tiền vàng. Trong trò chơi cuối, các thành viên đã rất nỗ lực để xé hết bảng tên của thợ săn và hoàn thành nhiệm vụ giúp Jisook Jin đạt được chiến thắng. Tổ sản xuất đã trao 10 đồng tiền vàng cho Jisook Jin. Vào thời điểm này, tổ sản xuất đã đưa ra hai yêu cầu. Một là chia sẻ 10 đồng tiền cho các thành viên cũng như khách mời, mỗi người sẽ nhận được một đồng tiền vàng. Hai là có thể đi về, đồng nghĩa với việc một mình nhận hết 10 đồng tiền vàng. Sau nhiều lần cân nhắc, Jisook Jin đã chọn phương án 2 và một mạch tiến về phía xe ô tô đi thẳng về nhà, khiến tất cả các thành viên cũng như dàn khách mời đều kinh ngạc. Về vấn đề này, tổ sản xuất cũng đã cho biết đưa ra lựa chọn cho Jisook Jin để làm cho tập phim trở nên thú vị hơn, nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với mong đợi. Nhưng trên thực tế, Jisook Jin đã thực sự chia sẻ các đồng tiền vàng của mình cho các thành viên cũng như các khách mời.